Ghi nhận của phóng viên cũng cho thấy các doanh nghiệp kinh doanh vàng không được mua vàng trực tiếp từ ngân hàng nhà nước cũng ngay lập tức giảm giá vàng. Có thể thấy giá vàng hạ nhiệt ngay sau khi ngân hàng nhà nước tuyên bố tạm dừng đấu thầu vàng và bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại cùng công ty SCC, bước đầu là giải pháp hiệu quả. Các ngân hàng cho biết chỉ bán vàng miếng SJC cho khách hàng cá nhân chứ không mua vào, còn công ty SJC thực hiện tất cả các giao dịch mua bán vàng miếng SJC. Giá bán vàng miếng SJC căn cứ vào giá quy định từ ngân hàng nhà nước. Các ngân hàng thương mại được chỉ định và công ty SJC sẽ xác định và công bố giá bán trên website của các ngân hàng, công ty SJC và tại các địa điểm bán vàng. Giá mua từ ngân hàng nhà nước là giá cố định và thống nhất cả 4 ngân hàng, và giá bán thì hiện nay chúng tôi cũng thực hiện theo đúng quy định ngân hàng nhà nước là cộng tối đa 1 triệu. Hiện tại thì chúng tôi trong 4 ngân hàng thương mại nhà nước do được mua từ ngân hàng nhà nước với cùng một giá nên chúng tôi đang có một cái thỏa thuận chung là chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ bán vàng theo một giá đối với khách hàng. Cái giá bán ra thì bây giờ là cái giá chỉ đạo theo đúng chỉ đạo rồi, còn cái giá mua vào thì trên cái tình hình thực tế giữa cái sự mua bán cung cầu thì cái nhu cầu của thị trường người ta bán như thế nào thì trên đó chúng tôi sẽ xin ý kiến để chúng tôi điều chỉnh cho kịp thời. Và đối với nhân dân thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là mọi người lựa chọn lúc mua và lúc bán để tránh có những cái thiệt thòi không đáng có. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 9 phiên đấu thầu cung ứng ra thị trường hơn 1,8 tấn vàng, nhưng mức chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới vẫn ở mức cao, khoảng trên 20%, đi ngược lại mục tiêu đấu thầu vàng và thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước với thế giới. Điều này cho thấy bên cạnh các yếu tố mang tính thị trường như quan hệ cung cầu, không loại trừ có khả năng thao túng, làm giá, gây mất ổn định thị trường vàng. Vì vậy, giải pháp bán vàng thông qua 4 ngân hàng thương mại cùng công ty SJC cho thấy hiệu quả ban đầu qua việc giá vàng đã bắt đầu giảm nhiệt đáng kể. Giá này có nghĩa là chạm trực tiếp vào giá của thị trường luôn. Và chúng ta có thể thấy là cái sự phản ứng rất là tích cực của thị trường khi mà vào chiều ngày hôm nay mới chính thức là các ngân hàng thương mại bán ra cho người dân. Nhưng vào hồi cuối tuần trước thì giá vàng trên thị trường đã giảm rất là mạnh rồi. Cái giải pháp hiện nay so với cái giải pháp đấu thầu trước đó là tốt hơn rất là nhiều. Với cái quyền hạn của mình thì ngân hàng nhà nước đã luôn có những cái giải pháp mà gọi là tiếp thu những cái ý kiến từ chuyên gia cũng giống như là từ thị trường để mà điều chỉnh. Ngân hàng nhà nước cho biết việc bán vàng của các ngân hàng và công ty SJC vì mục tiêu ổn định thị trường, không vì mục tiêu lợi nhuận. Với nguồn lực dồi dào và các công cụ hiện có, ngân hàng nhà nước có đủ khả năng để kéo giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới một cách nhanh chóng và tăng khả năng ổn định thị trường duy trì một cách bền vững.